Xin thân mến kính chào tất cả quý bà con, quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với những cái sản phẩm của chúng tôi ở quận 4 ngày hôm nay. Trên màn hình thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị, quý khách hàng nhà mình một cái sản phẩm, đó là Kobe 07 con này thuộc đợt tháng 9 quý vị nhé. Trong cái video này thì chúng tôi có quay và thể hiện đầy đủ những tính năng cũng như là phần mâm, cắt xích. Quý vị chú ý theo dõi cái video này. Hiện tại này con này chúng tôi đang cho đi làm và khoảng 1-2 ngày nữa thì xong công việc chúng tôi sẽ kéo về ở thành phố Buôn Ma Thuột. Và khi kéo về thì chúng tôi dọn dẹp một chút xíu. Nếu quý vị anh chị em mà có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm này thì có thể đến bãi chúng tôi ở thành phố Buôn Ma Thuột để coi cái sản phẩm này. Nếu không có thì thay đổi thì chúng tôi lại kéo em nó sang Gia Lai làm việc. Thì trong cái video này chúng tôi có thể hiện đầy đủ tất cả phần thủy lực này, phần mâm này, phần máy này. Máy con này không đổ hơi, mâm thì có nhẹ nhàng chút xíu, hơi nhịp cho phép. Nói chung là cái dòng này thì thuộc đời tháng 9 thì quý vị biết rồi, khá là lâu năm rồi. Mâm của nó thì vẫn sử dụng ok. Còn về phần thủy lực thì quý vị phải chơi. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho chúng tôi sẽ gửi hình ảnh để cho bà con nhà mình tham khảo thêm cái hình ảnh chi tiết của con 07 này. Quay to đây. Ngoài những sản phẩm này ra thì chúng tôi còn một số sản phẩm nhằm 025 như là Dosan, Hyundai 015 hay có Hitachi, B37 của dòng Giang Ma và một số dòng 03 thuộc Hitachi và sản phẩm của Kobe. Komatsu thì chúng tôi cũng để trên thành phố luôn. Cắt xích rất khỏe. Chạy tới nó cho xương xích ná xích đẹp. Tới lui á, chạy tới lui hai chân. Quý vị nhà mình mà đang cần sử dụng sản phẩm này thì có thể liên hệ với chúng tôi. Thông tin chi tiết thì cứ nhắn qua Zalo. Nếu mà quý vị không nhắn qua Zalo thì quý vị có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi ở cái phần trên bên trái màn hình bây giờ. Mọi người xem video của chúng tôi nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày. Cứ một ngày chúng tôi sẽ tăng 1-2 video sản phẩm để quý vị tham khảo. Nói chung là anh em nhiều tiền thì có thể bỏ qua sản phẩm này, bà con nhà mình thấy phù hợp với cái túi tiền thì có thể gọi điện và nhắn tin để chúng tôi gửi lại chi tiết này cho bà con nhà mình tham khảo sản phẩm mà chúng tôi đang có. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Mọi người nhớ đăng ký kênh